Sếp dùng nhà rút cấp 16 bay lên 5.000 cúp. Ok, chấp nhận lời thử thách này. Let's go. 5019, xin chúc mừng bạn đã được thăng cấp lên cấp độ huyền thoại. Xin chào mừng tất cả quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Akari Gaming. Mình là Akari đây. Và đây là Arcthaunt 16 Root Hole. Và sẽ chơi thử thách với bạn ấy, đó chính là leo lên rank huyền thoại. 4 tháng trước đây thì mình đã ra video, đó chính là về sử dụng Super Barbarian để leo rank huyền thoại với Arc Root Hole này các bạn ạ. Nhưng hồi đó chỉ là ở nhà chính Town 15 thôi. Còn bây giờ Arc này sẽ lên rank huyền thoại ở nhà chính Town 16. Và bây giờ tớ sẽ sử dụng cái rồng điện để bay cúp huyền thoại. Và ngoài ra tớ lại còn đang nâng tướng, nên ở mỗi rank, ví dụ như ở đang pha lê thì tớ sẽ làm một trận, rồi là lên được rank Titan, rồi là Master cao thủ quán quân các thứ. Tớ cứ làm từng trận và có một trận ở rank huyền thoại. Ok, và sẽ bắt đầu nha các sếp. Thử một trận nào. Ui dài ơi, 26 cúp mà cộng với lượng bonus như thế này thì xứng đáng làm video cho các sếp. Để mình xem nào. Ôi giời, mấy bạn ơi. Tớ nhìn chỉ mới có một cây rồi gió thôi. À đây rồi. Vụt nốt em này. Trận này tớ... Ồ, tớ tính không sử dụng lính clan, nhưng không biết có được không. Tớ kệ đi đã. Bởi vì đằng nào thì mình cũng không có quản giáo. Ok, mình đánh thử thách. Mình phải VIP pro tí. Ôi, nhà chính, bình tĩnh, chúng ta chỉ còn 2 băng và 1 độc thôi, cứ bình tĩnh. Ok. Tesla, các thứ, ui, nhà chính đốt ác nhờ. Ôi, xài, đừng có nằm ở đây anh em ơi. Độc dược cho em Queen của đội bạn phía trên chút. Đầu tư bịt lại cái air defense khi mà hai con rồng điện trên đấy vẫn đang khỏe. Tiếp tục bịt này nữa, đúng rồi, con Queen đi lại đây. Roy Champion đang hỗ trợ chị em Queen ở phía bên đây nữa. Đúng rồi, đã bắt được Queen của đội bạn và bật ra bánh luôn, hạ cái Elephant. Yeah, gồng Queen. Yo, chúng ta đã có 26 cúp đầu tiên trong chặng đường bay cúp huyền thoại ở con Arc Root Hole này. Không lính clan, và như vậy tiết kiệm được thời gian để đánh tiếp lượt tiếp theo rồi chứ còn gì nữa. Wow, về thôi. Ui trời ơi, trận này là 1.1.000. Wow, 11.000 đen các bạn ạ. Phấn khởi rồi đấy. Và tập này thì vẫn xài combo bình thường thôi. Quả này trong một thời gian quá trình mình nâng cấp thì bây giờ cũng đã chuẩn bị lên được rank cao thủ đây rồi các sếp này. Bật gồng quản giáo, đưa rồng vô cho nó khí thế vào. Trận này thì phòng thủ người ta cứng, nhưng mà được cái là air defense người ta đang nâng. Rồi, đóng băng nhà chính và Inferno quăng cuồng nộ và quăng độc để nhiễu con Roy Champion cũng như là king của đội bạn. Bật gồng king ở phía bên này lên. Rồi, bình tĩnh chờ một chút xíu để ngắm nghía xem nên thả Roy Champion vào đâu. Rồi, góc 6 giờ đi, dưới này có nhiều lều thợ xây chiến đấu quá. Vụt vào các bạn. Một điểm yếu của cái arc này đó chính là cấp của tướng nó mềm quá và em pet thì cũng mềm nữa. Nên là phải cố gắng mà nâng rồng điện bù lại đi, đỡ chừng nào hay chừng đấy. Úi giời, rồng điện rệt quả này đã thật sự chứ. Nhìn vậy chứ trận này vẫn mang về một trận thi đấu 3 sao tốt đấy các sếp ạ. Bởi ban chỉ còn là Inferno nhiều tia thôi mà. Rồng ở cái góc 3 giờ là 3 rồng xanh máu luôn. Cái em rồng thương binh đang nhiễu cái máy bắn đá. Máy bắn đá này mắc cấp độ ấy, đột đầu phết. Anh em thấy thích video kiểu dạng như thế này, anh em nhớ cho một lượt like, share, đăng ký kênh Akari Gaming ủng hộ mình các sếp nhá. Sếp nào múc gem, vé vàng hay những cái ưu đãi mà bị lộ quốc gia cần tư vấn cách khắc phục thì anh em nhớ tham khảo ở fanpage Akari Gaming của mình với hơn 149.000 người theo dõi Facebook để được tư vấn cách khắc phục lộ quốc gia. Còn anh em nào tự nạp được thì các bạn nhớ bấm một chữ C góc trên bên phải màn hình, anh em nhớ mà Akari ủng hộ nha. Đây là cách mà các bạn ủng hộ tớ và Supercell sẽ là người trả lương động lực rất lớn để tớ tiếp tục phát triển kênh Clash of Clans tiếng Việt. Ai sai ai. Vâng, cứ tưởng tạch chứ không, 99, nhưng mà đừng có bom bẫy gì nha. Tầm này đừng có bom bẫy, đúng khổ. May mà rồng với cả lực lượng bay nó đã bay từ hướng này rồi. Ok, chắc là phải 2 hit không? Hit nữa không? 3 hit, đấy. 2 hit nữa là 3 hit. Rồi,
Em xin nghe cái cúp nhá, rồi cao thủ luôn cho nó phấn khởi chứ nè. Ok, bạn đã được thăng cấp lên cao thủ rồi, giỡn à. Ok, cứ lên rank thì mình lại làm trận nha các sếp nha. Wow, 1,2 triệu tím luôn các sếp ạ, 11.000 dầu đen. Mình không có quản giáo thì thôi, lựa cơm gắp mắm vậy. Nhưng mà mắm này thơm đấy. Ok bye bye. Lụm xe. King, Queen, Baby, Loon, khí cầu chiến, cuồng nộ. Queen của bạn ấy đâu? Đây có tận hai cái air defense lận. Tháp tàng hình bung lên, mình sẽ quăng độc dược ở đây. Ok, thêm một cuồng nộ nữa cho nó to. Okay. Tiếp tục này, bật gồng kinh nữa luôn. Năm em Archer đi bắn chùa đây, mình vẫn còn hai băng cơ mà nhỉ. Xóa đi em ơi, ca này không lụm không lấy xèng. Bịt cái mô tả lại, bật gồng queen và giao bánh luôn. Tới công chuyện. Yo, trận này là lên cúp rank gì nhá, quán quân này này. Trận này là phải lên quán quân đi chứ. Đúng rồi, Tesla Nasi một hit. Yo, quán quân chưa? À chưa. Ok, đây giờ mới lên thăng cấp quán quân. Yeah, tuyệt vời. Bao nhiêu ngày trời rồi, 3 ngày nữa là hết cái giải đấu tháng này. Ôi cố gắng, không biết 3 ngày có lên kịp không. Let's go. Ok, trận này giàu này các sếp này, để xem nào. Book vào đây. King, Queen. Rồng vào đây. Được rồi. Một, hai, bạn bật kỹ năng lên. Cuồng nộ hai bên. Cuồng chiến chạy ở giữa. Hit mid vào luôn. Đầu tôi của băng cục 19 mất thêm một mình cuồng nộ ở đây. Rồi. Tuyệt vời. Tiếp tục sử dụng kỹ năng ở cánh bên đây nữa đi, cho rồng đi một đường quyền giúp em ạ. Inferno một kia với cả máy bắn đá khá là nguy hiểm. Bật gông thanh niên kinh lên. Ồ, nãy giờ quên thả Royal Champion. Không sao, bôi cao sẽ hết, bôi cao sẽ hết. Đúng rồi, Baby ở bên này cắt góc đây này. Vâng, em Queen của tôi bật luôn múc cái Inferno một tia Royal Champion, bung kỹ năng luôn. Rồi, nét một trận đấu 3 sao nhanh gọn như nào. Hơn 1 phút tí xíu rồi. Baby ơi, có cái mỏ tiệm dược ở bên này nữa này sếp ơi. Nét cầm uy tín bạn nhá, vừa giao lại vừa nhiều tài nguyên nữa. Chuẩn bị full kho đến nơi đây nữa rồi. Rồi, chặng đường bay cúp huyền thoại nó sắp đến rồi đó. Ok, chiến thắng rank luôn, quán quân 1. Và đây là lên rank Titan 3. Một 900 cúp nữa thôi là lụm xẻng anh em ơi. Let's go. Làm trận 30 cúp xem nào các sếp ơi. Lụm cái. Rồi, bên đây có máy bắn đá mà tôi kể đi. King Squad Master anh em áp dụng về sai chứ ta. Let's go. Khí cầu chiến chạy thẳng vào khu phía trong để tìm kiếm về cho tới 30 cúp của đợt trận đánh này là các bạn ơi. Đầu tư bằng một cục nhiều tí, thêm ngay mình buồn nộ nữa đấy nha. Bật đầu thanh niên kinh tiếp tục đóng băng cục phía trong này, có đầy đá các thứ rất là nguy hiểm luôn. Đã bị vô hiệu hóa bạn nhá. Độc dược rồi champion và bây giờ quên cả royal của mình rồi chứ. Rồi không sao, bôi cao sẽ khỏi thì cơn này chúng ta sẽ cố gắng chiến thắng thôi anh em. Thanh niên kinh đứng đây câu giờ và hai air defense bắt về bầy rồng.
Phía sau thì lực lượng của Queen và Roy Champion vẫn đang cố gắng. Thôi, bật kỹ năng luôn cho Roy Champion. Yo! Chúng ta lại mang về một trận thi đấu 3 sao nữa rồi các sếp. Yes! Mục hết luôn. Đấy, xài, ngon nghẻ. Tiếp tục cố gắng lên chặng đường ở trên rành huyền thoại thế nào. Đã tới rành Titan rồi. Chiến thắng 750 bóng và có thưởng. Xoài, nét. Xin cái lính này. Xem nào. Trang bị. Quản giáo đã mắc trang bị rồi. Em này lên thế nào. Cấp 15. Ok, cho em này lên cấp 15 là tạm ổn rồi. Cho em băng giá lên. Rồi, cấp 14 cũng được. Tạm thời như thế là cũng ok rồi đó. Rồi, có nữa thì nâng tiếp. Vâng, danh huyền thoại và 32 cúp anh em ơi. Không múc thì lại bị cười cho. Thôi thử thăm dò xem sức mạnh của mình đến đâu nào. Ok này. King Queen này. Baby này. Học tự dưng mình rước cái con đá phạt này vào làm gì cũng biết. Quản giáo. Sút phạt. Bật gồng quản giáo thế nào. Dòng điện đang chia đôi cơn mưa. Bật gồng kinh. Tàng hình cũng khu vực nhà chính dính đòn mất tiêu. Không sao. Tất cả bình tĩnh. Rồi Champion đột nhập vào đi em. Ui giời, quả nhà chính căng đét nhờ. Quả nhà chính. Nhà chính không thằng nào múc à. Bó tay vậy. Đấy, mình vẫn còn một độc. Và đây, ông thần thợ xây nào sửa đấy. Queen ơi, chạy lại ăn cái Edifan nào Queen ơi. Edifan Queen ơi, come on. Vừa mình nâng trang bị xong á. Ui, hóa Phượng Hoàng, được. Vâng, Phượng Hoàng bay gãy cánh luôn. Không có kịp làm cái Inferno nhiều tia không em. Mất con đồng điện ôi. Hai đồng điện bên này nữa. Ui, một đống công trình phòng thủ vừa Xbo vừa Archer như thế này thì khoai rồi. Hai rồng lửa xanh máu thi đấu một đống ở bên này. Cố lên em. Ấy. Bình tĩnh. Inferno nó đốt nhưng em phải giật được cái Xbo. Một hit nữa nằm hết không? Yeah. Chuẩn bị là 2 đánh 1. Hai con rồng đánh với cả là một trụ Archer. Bên mình vẫn đang có một em X. Hình như nó bắt đúng cái con nhiều máu. Ừ thế thì cũng may. Rồi, ý, Archer đi vô. Rồi, mất luôn. 2 đánh 2. Và có giật lan. Úi giời ơi, mình quên mất là nó còn bom đạn. Nẹt thế nhờ. cố lên my friend. 4979 thôi. Wow, lộc trời ban rồi các sếp ơi. Có quả 31 cúp ở đánh huyền thoại như thế này. Bạn ơi, bạn đang sử dụng thuốc sức mạnh đúng không? Tớ thì không có thuốc sức mạnh đâu. Nhưng mà tớ có lính. Nhưng mà lính của tớ cũng mềm thôi anh em. Bạn yên tâm. Tớ cũng cố gắng đánh hết mức có thể thôi mà. Gồng kinh bật quản giáo luôn ạ. Đây. Ý, gồng queen nào. Sử dụng tận 2 con rồng lửa. Ác chiến có vậy. Cũng khu vực nhà chính giải tán được gì. Ôi dồi ôi, nhìn tướng tá của bạn còn cứng hơn của mình. Cố lên rồi. Mình đang còn Roy Champion. Bình tĩnh nào sếp. Có lẽ là cánh bên này đi. Ái chà. Hai con rồng lửa nguy hiểm quá. Bịt cụm này lại nữa này. Rồi Champion giao bánh luôn. Đúng rồi. Bịt tiếp cái này. Bịt tiếp cái Elephant cứu rồng. Come on. Let's go. Anh em thấy không? Tướng mềm mà đánh vất vả lắm. Nhưng mà không sao, cố lên. 32 cúp trong trận thi đấu này nữa. Đẹp. Mình cần cúp mà lại. Yo. Trời, xin nhẹ cái cúp bạn nhá. Lên anh huyền thoại chưa?
Úi kìa, lên đi chứ còn gì nữa, đổi màu đi chứ. 5019, xin chúc mừng bạn đã được thăng cấp lên cấp độ huyền thoại. Ok, tuyệt vời. Như vậy là mình đã đạt được chỉ tiêu được các sếp ạ. Hiện tại thì mình không đăng ký giải đấu, huyền thoại đâu, cất giành đấy thôi, và cứ để cho nó loanh quanh cái mộng 5000, chứ vào ghi danh là bị những đội mạnh người ta múc cho khổ lắm. Ok, hẹn gặp lại tất cả quý vị và các bạn trong những video live stream sắp tới, và anh em muốn mình làm gì nữa, thử thách gì nữa thì hãy comment ngay ý kiến ở dưới để mình biết với nha. Mà chúc anh em nào chưa từng lên huyền thoại hãy lên thành công nhá. Các sếp nào mà múc vé vàng này hay là gói gem hoặc những gói ưu đãi trong cửa hàng mà các sếp bị lỗ quốc gia cần tư vấn cách khắc phục, anh em nhớ tham khảo fanpage Akari Gaming của mình với hơn 150.000 người theo dõi Facebook để được tư vấn cách khắc phục lỗ quốc gia. Còn sếp mà tự làm được rồi, anh em nhớ bấm vào chữ C góc trên bên phải màn hình, anh em nhập mã Akari. Đây là cách mà các bạn ủng hộ tớ và Supercell sẽ là người trả lương động lực rất lớn để tớ tiếp tục phát triển thành Clash of Clans tiếng Việt. Hẹn gặp lại tất cả quý vị và các bạn trong những video sắp tới. Bye bye.